Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu bóp viết có hình dáng con mèo giống như thế này. Trước tiên, chúng ta móc cho mình một dây móc xích dài 57 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Chúng ta móc lần lượt đến cái mũi móc xích sau cùng, mũi móc xích thứ 57 cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa có được cái sợi dây móc xích dài 57 mũi móc xích rồi. Các bạn bỏ cái chân móc đầu tiên. Chúng ta móc từ chân móc thứ hai 55 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Chúng ta sẽ đánh dấu lại. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi móc đơn thứ 9. Mũi thứ 10. Chúng ta có được 10 mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc lần lượt đến cái mũi móc đơn thứ 55. Nó sẽ nằm vào cái chân móc này. Chúng ta sẽ chừa cái mũi móc, cái chân móc sau cùng ra. Lúc này chúng ta đã có được 55 mũi móc đơn. Ở cái chân móc sau cùng, chúng ta móc 3 đơn cùng chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp tục. Các bạn móc, chúng ta sẽ để ý đây là cái chân móc chỗ 3 đơn cùng chân. Các bạn sẽ không móc vào đây. Chúng ta móc vào cái chân móc kế bên lần lượt 54 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi thứ mười. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc đơn sau cùng, mũi móc đơn thứ 54 thì ngừng lại. Lúc này chúng ta đã có được 54 mũi móc đơn. Ở cái chân móc sau cùng này, các bạn sẽ móc cho mình 3 đơn cùng chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Như thế chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ nhất. Ở hàng móc thứ hai, chúng ta móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn.
Ở đây các bạn móc tất cả là 114 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi thứ mười. Các bạn sẽ móc lần lượt đến mũi móc đơn sau cùng, mũi thứ 114 sẽ là hết cái vòng tròn này. Chúng ta sẽ móc đến cái chân móc kế chân móc đầu tiên mà chúng ta đánh dấu. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ hai với 114 mũi móc đơn. Ở hàng móc thứ ba, chúng ta cũng sẽ móc giống như hàng móc thứ hai, cũng là 114 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi thứ mười. Chúng ta cũng móc lần lượt đến mũi móc đơn sau cùng, mũi thứ 114 cho hết cái vòng này. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ ba với 114 mũi móc đơn và 114 chân móc. Từ hàng móc thứ tư đến hàng móc thứ 12, các bạn sẽ móc giống như hàng móc thứ ba. Mỗi hàng móc cũng là 114 mũi móc đơn cho mình. Chúng ta móc cho hết hàng móc thứ 12. Lúc này chúng ta đã móc xong hàng móc thứ 12 với 114 mũi móc đơn. Nếu như ở đây chúng ta móc một màu chỉ thì các bạn sẽ móc các cái hàng móc tiếp theo cũng giống như thế. Nhưng ở đây mình sẽ đổi màu chỉ. Chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ 13 là cái màu chỉ khác. Mỗi móc đơn đầu tiên. Các bạn đánh dấu lại. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Chúng ta cũng móc lần lượt đến mũi sau cùng, mũi thứ 114 cho hết hàng móc thứ 13. Lúc này chúng ta đã móc xong hàng móc thứ 13 với 114 mũi móc đơn và 114 chân móc. Từ hàng móc thứ 14 đến hàng móc thứ 21, chúng ta móc giống như hàng móc thứ 13, cũng là 114 mũi móc đơn cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cái hàng móc thứ 21 với 114 mũi móc đơn rồi. Ở đây mình sẽ móc lại cái màu chỉ màu vàng. Hàng móc thứ 22 cũng là 14 mũi móc đơn. 114 mũi móc đơn chứ, mình nói nhầm. Mũi đầu tiên
Chúng ta đánh dấu lại. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa giùm mình. Mỗi thứ hai. Mỗi thứ ba. Mỗi thứ tư. Mỗi thứ năm. Mỗi thứ sáu. Chúng ta móc lần lượt đến mũi móc đơn sau cùng, mũi thứ 114 cho hết hàng móc thứ 22. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 22 với 114 mũi móc đơn. Hàng móc thứ 23, 24, 25. Chúng ta móc giống như hàng móc thứ 22. Như vậy là chúng ta đã vừa móc xong cái hàng móc thứ 25 với 114 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc hai cái mũi dời vào kế bên để kết thúc cái phần cái thân túi. Chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Lúc này chúng ta đã có được cái phần cái thân của cái bóp viết rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần cái lỗ tai của con mèo. Trước tiên, chúng ta tạo một cái vòng chỉ ma thuật. Sau đó là một bính, 6 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Chúng ta đã có được cái hàng móc thứ nhất. Hàng móc thứ hai là hai đơn cùng chân, một đơn vào kế bên 3 lần. Mũi đơn thứ nhất, chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai cùng chân với mũi vừa móc. Một đơn vào kế bên. Lần thứ hai cũng là hai đơn cùng chân. Một đơn vào kế bên. Lần thứ ba, hai đơn cùng chân. Một đơn vào kế bên. Chúng ta vừa móc xong hàng móc thứ hai. Tiếp tục, các bạn móc tiếp hàng móc thứ ba là hai đơn cùng chân, hai đơn vào hai chân 3 lần. Mỗi đầu tiên chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai cùng chân với mũi vừa móc. Tiếp tục là hai mũi đơn vào hai chân kế bên. Lần thứ hai cũng là hai đơn cùng chân. Hai đơn vào hai chân. Lần thứ ba, trước hết cũng là hai mũi cùng chân, sau đó là hai mũi đơn vào hai chân. Chúng ta vừa có được cái hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ tư là hai đơn cùng chân, ba đơn vào ba chân. Mũi đầu tiên chúng ta đánh dấu lại.
mỗi thứ hai cùng chân với mũi vừa móc. Sau đó là ba đơn vào ba chân, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba. Lần thứ hai, trước hết là hai mũi đơn cùng chân, sau đó là ba đơn vào ba chân, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba. Lần thứ ba, chúng ta móc hai mũi cùng chân, sau đó là ba mũi vào ba chân, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba. Ở hàng móc thứ năm, chúng ta móc 15 mũi móc đơn vào 15 chân móc, mỗi thứ nhất. Các bạn đánh dấu lại. Mỗi thứ hai, mỗi thứ ba, mỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mỗi thứ tám, thứ chín, mỗi thứ mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Hàng móc thứ sáu chúng ta cũng móc giống như hàng móc thứ năm, cũng là 15 mũi móc đơn. Lúc này chúng ta đã móc xong cái hàng móc thứ sáu với 15 mũi móc đơn rồi. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi, nhưng chúng ta sẽ chừa lại một đoạn để lát nữa chúng ta sẽ kết vào cái phần cái thân của cái bóp viết. Chúng ta sẽ móc thêm một cái lỗ tai thứ hai giống y như thế này cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa có được hai cái lỗ tai. Sau khi móc xong được hai cái lỗ tai rồi, các bạn sẽ móc tiếp đến cái đuôi. Để móc cái đuôi, trước tiên cũng là một cái vòng chỉ ma thuật. Sau đó là một bính sáu mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, chúng ta đánh dấu lại. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu. Ở hàng móc thứ hai, chúng ta móc hai đơn cùng chân 6 lần. Mỗi đơn đầu tiên, chúng ta sẽ đánh dấu lại. Mỗi thứ hai cùng chân với mũi vừa móc. Tiếp tục, hai đơn cùng chân lần thứ hai. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Tiếp tục, hàng móc thứ ba, các bạn móc 12 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, chúng ta đánh dấu lại.
Bộ ấy thứ hai. Bộ ấy thứ ba. Bộ ấy thứ tư. Thứ năm. Bộ ấy thứ sáu. Thứ bảy. Bộ ấy thứ tám. Bộ ấy thứ chín. Thứ mười. Mười một. Mười hai. Ở hàng móc thứ tư và thứ năm, chúng ta móc giống như hàng móc thứ ba. Mỗi hàng móc cũng là 12 mũi móc đơn. Chúng ta móc cho hết hàng móc thứ năm. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ năm với 12 mũi móc đơn. Hàng móc thứ sáu, chúng ta móc 2 đơn chủ, 4 đơn và 4 chân 2 lần. Trước hết là 2 mũi chụm đầu. Các bạn đánh dấu lại. Tiếp tục là 4 mũi móc đơn. Bộ ấy thứ nhất. Bộ ấy thứ hai. Bộ ấy móc đơn thứ ba. Bộ ấy thứ tư. Lần thứ hai là 2 đơn chụm đầu. Bốn đơn vào bốn chân. Bộ ấy thứ nhất. Bộ ấy thứ hai. Bộ ấy thứ ba. Bộ ấy thứ tư. Hàng móc thứ bảy, các bạn móc tất cả là 10 mũi móc đơn. Bộ ấy thứ nhất. Chúng ta đánh dấu lại cho mình. Bộ ấy thứ hai. Bộ ấy thứ ba. Thứ tư. Bộ ấy thứ năm. Bộ ấy thứ sáu. Bộ ấy thứ bảy. Bộ ấy thứ tám. Bộ ấy thứ 9. Bộ ấy thứ 10. Từ hàng móc thứ 8 đến hàng móc thứ 12, các bạn sẽ lặp lại giống như hàng móc thứ 7. Mỗi hàng móc là 10 mũi móc đơn. Chúng ta móc cho hết hàng móc thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 12 với 10 mũi móc đơn và 10 chân móc. Lúc này chúng ta đã có được cái phần cái thân của cái bóp viết. Đây là cái đuôi của con mèo. Đây là hai cái lỗ tai. Chúng ta sẽ dùng cái kim mai len để kết các cái bộ phận vào bên trong cái bóp viết. Các bạn sẽ kết hai cái lỗ tai nó giống như vậy. Chúng ta sẽ dùng cái kim mai len để chúng ta kết. Các bạn sẽ đặt cái lỗ tai song song với cái phần cái thân của cái bóp viết. Chúng ta sẽ luồn kim. Các bạn sẽ kết. Chúng ta vừa kết vừa canh chỉnh.
cái phần chỉ thừa các bạn sẽ luồn nó vào bên trong của cái bóp. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa kết được hai cái lỗ tai. Tiếp tục, các bạn sẽ kết đến cái đuôi. Lúc này chúng ta đã kết được hai cái lỗ tai và cái đuôi của con mèo vào cái bóp viết. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo hình cái mắt, cái miệng giống như thế này. Sau đó, các bạn sẽ may một cái lớp lót ở bên trong và cái sợi dây kéo ở phần cái miệng của cái bóp viết. Chúng ta có thể nhờ các cái người thợ may hoặc là chúng ta dùng cái kim may quần áo các bạn kết vô cho mình.